Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới thủ đô London của Anh vào tối qua 9 tháng 7, bắt đầu chuyến công du ba nước gồm Anh, Litva và Phần Lan. Chiến sự ở Ukraine và tương lai của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO dự kiến là những chủ đề thống trị chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo lịch trình đã được Nhà Trắng công bố, dự kiến tại Anh, ông Biden sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Rishi Sunak và thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu với vua Charles Đệ Tam trong ngày 10 tháng 7. Nhà Trắng cho biết, trong chuyến thăm này, Tổng thống Biden sẽ thúc đẩy tăng cường hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với Anh. Trong đó, Văn phòng Thủ tướng Anh ra tuyên bố nhấn mạnh chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Biden phản ánh mối quan hệ bền chặt giữa Anh và Mỹ. Sau đó, ông Biden sẽ đến thủ đô Vilnius của Litva tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO trong hai ngày 11 và 12 tháng 7. Đây được xem là hoạt động chính của Tổng thống Mỹ trong chuyến công du châu Âu lần này. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 74 của NATO dự kiến sẽ thảo luận nguyện vọng của Ukraine gia nhập khối này, cũng như tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho quốc gia Đông Âu này. Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ thảo luận về khả năng kết nạp Thụy Điển trong bối cảnh hồ sơ của nước này vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Chặng dừng chân cuối cùng của Tổng thống Biden trong chuyến công du châu Âu lần này là thủ đô Helsinki của Phần Lan, nơi ông dự kiến hội đàm với lãnh đạo quốc gia Bắc Âu trong ngày 13 tháng 7. Phần Lan mới đây đã từ bỏ chính sách truyền thống không liên kết quân sự và đã gia nhập NATO hồi tháng 4 vừa qua. Ông Biden là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến Helsinki trong 5 năm qua.